everyone. Chào tất cả các bạn. Đã có ai vào chưa nhỉ? Chào tất cả các bạn ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người nếu mà gặp mình thì hãy like đi ạ, để cho mình biết là các bạn đang xem. Hello everyone, good morning. Nay mình có một màn hình ở đằng sau hỗ trợ đây là nhìn rõ hơn. Hello. Hello everyone. Các bạn ơi đợi một chút xíu nữa nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu livestream nhé, trong vòng tầm 2 phút nữa. Ba mươi phút mình nghe xem rồi. Okay, hello everyone. So today I'm here, and it's quite a long time that I haven't been going live streaming. So today I'm back, and I'm bringing you some kind of the commonly used words and phrases in English. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái video này để có thể truyền tải được mạng khoảng tầm 1.000 từ. Mình không biết là mình có thể nói được hết 1.000 từ trong cái video này không, hoặc là phải chia thành 2 hoặc 3 lần. Thế nhưng mà mình sẽ cố gắng nói cho các bạn những commonly used. Nó là phần commonly used, 1.000 từ vựng ạ. 1,000 commonly used words and phrases in English. Rồi nhá. Nào, tạm nữa khoảng tầm 1 vài phút nữa thì mình sẽ bắt đầu nhá. Về chúng ta sẽ nói, nếu như bạn nào mà cần thì các bạn có thể lưu lại nhá. Ok. So now we are going to talk about the way we used words and phrases in English. So as you may know before, the natural learning English is knowing as many words as possible. Các bạn đều biết rồi, nếu cái cách mà bạn học tiếng Anh ấy, thì cái nature, cái bản chất của nó ấy, là các bạn học được càng nhiều từ vựng càng tốt, đúng không ạ? Vì kể cả là các bạn thấy ngữ pháp của mình mà có kém đi một chút này, nhưng mà ví dụ như trong cái mục đích giao tiếp communication skills của mình ấy, tốt là cách là các bạn có thể sử dụng được từ vựng này, đặc biệt là cái phần phát âm chuẩn của nó. Nếu mà ổn lại là các bạn có thể thấy là tiếng Anh của mình nó lên rất là nhiều. Ok nhá. Rồi nhá. Nào, khoảng tầm 1 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Các bạn hãy share cho mình đi ạ. Share này, các bạn có thể share này, hoặc là livestream. Phần này thì các bạn có thể share, vì mình sẽ không sử dụng ấy đâu ạ. Mình sẽ không xóa cái phần này đi đâu ạ. Sau cái phần này mình sẽ share lại cái video này cho các bạn, nên các bạn cứ thoải mái share về để lưu nhá. Đặc biệt là hôm nay trong cái phần hướng dẫn này thì mình sẽ kèm thêm phần pronunciation để các bạn dễ theo dõi, và thêm cái nữa là phần examples cho những từ khó. Là những phần ví dụ, những từ khó để các bạn biết cách sử dụng của nó. Ok. Nào, xong chưa để chúng ta bắt đầu nào. Ok, các bạn ơi share cho mình đi. Rồi đợi một chút xíu lên nhá. Mình đã share trên một số kênh cho các bạn có thể thấy được mình nhá. Share video cho mình để các bạn có thể
Chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng 1 phút nữa ạ. Các bạn ơi nhanh lên nào. Nếu mà có bạn bè mình hay là cái gì đấy thì các bạn hãy tag các bạn ấy vào đây đi ạ. We are going to begin shortly, so please hurry. Các bạn ơi nhanh lên nhé. Chúng ta sẽ chuẩn bị phần live stream bây giờ đây ạ. Hôm nay thì mình rất là xin lỗi bởi vì là mình sẽ không nhìn thấy comment của bạn nhiều đâu ạ, nên là tẹo nữa mình sẽ check lại comment sau nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ cố gắng livestream và mình sẽ sử dụng cái phần comment để các bạn có thể nhìn theo cái phần comment của mình này, và từ vựng của mình là nó show trên cái màn hình này, thì mình sẽ có một cái screen rất là lớn ở đây. Ok chưa? Ok, rồi nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Ok, so now we will start with the 1000 commonly used words and phrases in English. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần bắt đầu này, đó là phần 1000 từ vựng mà các bạn hay sử dụng này, kể cả là cụm từ nữa. Rồi các bạn nhớ nhá, những từ nào mà các bạn biết thì mình sẽ chia theo như kiểu là danh này, động này, tính này, phó từ này. Ok, và mình sẽ nốt lại bên cạnh. Nếu mà bạn nào biết rồi, những từ nào dễ quá rồi thì mình sẽ có thể bỏ qua. Nhưng mà mình có một cái tip cho các bạn có thể phân biệt là các từ nó là từ danh, động, tính hay phó. Đó là các bạn có thể dịch nó ra, các bạn translate into Vietnamese or even know more about the word form. Các bạn nhớ nhá, là nếu như cần một cái từ gì đấy mà các bạn thấy là khó xác định được, các bạn cố gắng dịch nó ra và sau đó dựa vào từ điển. Đấy là cái tips mà mình hay dạy học sinh của mình. Okay, rồi nào, so we are going to learn about the first word. Because I'm now at home, so I will give you more vocabularies related to home and houses. Okay chưa? Hôm nay thì mình đang ở nhà nên là mình sẽ nói cho các bạn một số từ vựng về home. Home, các bạn đều biết home là gì rồi đúng không ạ? Gia đình của mình. Và hay là houses là gì ạ? Houses, nó là home and houses là nhà và gia đình, ok nhá. Nào, đầu tiên ạ, chúng ta sẽ có một số từ này, các bạn nhớ cho mình ạ, phòng ăn của chúng ta này. Rất nhiều học sinh của mình viết sai mà hay chữ thành hai chữ N ạ. Thực tế cái từ này mình chỉ có một chữ N thôi các bạn ạ. Các bạn đọc cho mình ạ. Dining room. Dining room, phòng ăn. Ai cũng biết từ này rồi. Ok? So repeat, dining room. Nào, từ số 2 ạ, mình có từ living room. Ok? So the living room is always the most important part in our house because it is the place where all our guests come to visit us. Các bạn nhớ cho mình là cái từ living room nghĩa là phòng khách ạ. Đây là cái phòng mà gọi là được ưa chuộng nhất trong nhà của chúng ta, bởi vì đây là cái phòng quan trọng đúng không ạ? Để chúng ta có thể tiếp được các khách ạ. Khách của mình đến, all guests come to visit us. Rồi tiếp tục ạ. Phòng số 3 chúng ta có từ này. Đây là một từ bathroom, chúng ta thường sử dụng nó với Anh Mỹ khi chúng ta hiểu nó là toilet. Đấy ạ. Bathroom thì vừa là phòng tắm vừa là phòng vệ sinh, thì nhiều các bạn nhớ cho mình là trong tiếng Anh Mỹ American English thì họ thường sử dụng bathroom hơn là toilet, nó nghĩa là phòng tắm hoặc là phòng vệ sinh. Next one we have bedroom. Bedroom, what does it mean? Rồi phòng ngủ nhá. Next we have some kind of the other words such as living room. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói các phòng rồi này, và mình sẽ nói một số phần bộ phận của ngôi nhà của mình. Ví dụ a yard mang nghĩa là a yard. I have a large yard in front of my house. Tôi có một cái sân lớn, cái sân ạ. I have a well. A well là cái giếng đúng không ạ? Next one. We have also some kind of other like balcony. Balcony. What does it mean? Ban công. We have fence là hàng rào. We also have some kind of the other ways of getting back to the things around the house. For example, we have a balcony and we also have the garden around the house. Garden, các bạn đừng đọc là garden ạ, nó không phải là garden, mà thực tế cái từ này nếu các bạn nói tiếng Anh Mỹ, các bạn sẽ đưa cái miệng của mình đưa lên ạ. Garden, garden, garden. Ok, cái này là vườn. Next one, we have another place and I will tell you in English, so can you guess it? So this is a place for storing or placing our car.
This is a place for storing or placing our car or vehicles. Đây là một cái nơi để chúng ta có thể store. Store là để đồ. And we also, it is also the place for us to park or leave our car or vehicles. Là chúng ta có thể để xe của chúng ta, ô tô ở đấy hoặc là các loại xe phương tiện ở đấy ạ. Các bạn có thể đoán được cái đấy là gì không? Thứ gì ạ? Okay, so it is garage. À rồi, mình thấy rất nhiều học sinh của mình không đọc được từ này là ga, đọc từ này là gara, đúng không ạ? Thực tế nó là garage. Lý do là các bạn sẽ đưa cái miệng của mình đi xuống âm thứ nhất này, garage, garage, garage. Sao âm của nó là âm thứ hai các bạn ạ? Stress word is the second thing. Tôi tiếp tục gặp garage. Tiếp tục nhá. Nào, mình sẽ có phần này là garage này, mang nghĩa là gara, để đồ. Ok chưa? Nào, ví dụ như xung quanh nhà mình thì các bạn có thể còn có nhiều cái khác đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn có ở trong vườn chúng ta mà muốn trồng cây thì chúng ta có phần hose. Garden hose mang nghĩa là cái này là cái ống ạ, hoặc là vòi nước. Hose này nó giống từ tap nhưng mà hose thường là do vòi cứu hỏa là vòi trồng cây. Để mình xem các bạn có đang xem được không nhá. Ok không ạ? Đây chúng ta có phần hose. Sorry. Garden hose. Ok. Đây là mình xem cái phần này không? Rồi. Rồi nha, không có vấn đề gì nhá. Tiếp tục ạ. Các bạn vẫn nhìn thấy mình đúng không ạ? Rồi, ok. Nhìn được chưa? Nhìn rõ hơn chưa? Rồi nha, tiếp tục ạ. Nhìn này có dễ hơn nha. Tiếp tục ạ, mình sẽ có một số động từ này. Ví dụ như các bạn clean the house. Clean mang nghĩa là rửa đúng không ạ? Cái này là động từ các bạn muốn xác định nó. Các bạn dịch ra clean là rửa. Các bạn nhớ mình đừng đọc từ này là clean. Lý do là từ này có hai âm này. Âm đầu tiên là âm k. Và thứ hai là âm y dài. Nó là clean. Chứ không phải là clean ạ. Clean. Clean. Ok. Now next one. Chúng ta sẽ có một từ này các bạn sẽ thấy hay gặp nhất này. Ví dụ hàng ngày mà chúng ta cọ rửa sàn nhà, cọ rửa nhà tắm này, nhà vệ sinh, chúng ta sẽ dùng từ scrub. 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 Every weekend, my mother requires me to scrub the toilet. Hàng cuối tuần, mỗi cuối tuần thì mẹ em đều yêu cầu em, ask me or requires me to scrub the screen. Scrub the floor or scrub the toilet. Được chưa? Đây là cọ rửa. Tiếp tục ạ, mình có một số từ như là ví dụ như hàng ngày mà các bạn sẽ có phần trải thảm mà nhà mình ý ạ, thì chúng ta cũng dùng động từ carpet và danh từ cũng là carpet. Từ carpet này nó vừa là nouns và vừa là verb. For example, all of my house is carpeted. All of my house is carpeted. Là toàn bộ phần trong nhà em đều được carpeted, mang nghĩa là được trải thảm hoặc là thảm. Ok nhá. Rồi nào, ngoài cái khu nhà của chúng ta sẽ có một số cái nội thất. Ví dụ như các bạn có a sofa. A sofa là sofa đúng không? Tiếp tục mình sẽ có a couch. A couch. A couch. Nó cũng chính là cái ghế bành của sofa đó. Ghế sofa. Được chưa? Rồi ví dụ như mình có sẽ có từ đó là từ drawer. Drawer. Nó chỉ là ngăn tủ thôi. Ngăn tủ. Ok chưa? Rồi thì mình sẽ có một số từ như ví dụ như là cupboard. Cupboard là tủ đựng bát đĩa. Nhá, ví dụ như trong bản thân của mình, ví dụ bố mẹ mình mà sở hữu nhà hoặc sở hữu đồ vật gì đấy, chúng ta sử dụng động từ này rất là hay gặp này, đó là have. Rất nhiều bạn đọc là have, nhưng mà thực tế cái từ các bạn nhớ cho mình nhá, cái từ này này, cái âm e cuối cùng này ạ, bao giờ cái chữ e cuối cùng này thì bao giờ nó cũng bị câm nếu như nó xuất hiện cuối cùng mà trước nó có một phụ âm. Ví dụ các bạn mình ví dụ từ mời á, đây có này hoặc là sở hữu này, tôi có từ mời ạ, tôi không bao giờ đọc từ này là invite mà tôi chỉ đọc là invite. Từ have cũng như vậy, rất nhiều học sinh mình đọc là I have a, không có phải I have a, mà đây là have. Ok, now invite là mời. Now next one. Nào, ở trong nhà của mình còn có gì nữa không nhỉ? Có thể là bây giờ mình không nghĩ được ra hết ấy, nhưng mà mình sẽ theo cái phần là ví dụ là học sinh của mình thì mình sẽ nâng cao từ thấp lên cao nhá, những từ mình có nhá. Nào, ngoài từ have chúng ta sẽ có từ get là có này. Tuy nhiên từ get này thì có rất nhiều cụm đi với nó, các bạn nhớ này. For example, I have some word like I get hurt. I get hurt. Get hurt thì mang nghĩa là tôi bị đau. Get sick là bị ốm. Đấy ạ, get thì nó đi với nhiều cụm như thế này ạ. Được chưa? Đấy, ví dụ I get punished. I get punished cũng là bị phạt. Ok? Được chưa các bạn? Có hỏi gì không ạ? Xem có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì các bạn có thể hỏi luôn nha.
Phạm Oanh sao nghe giọng chị khác thế nhỉ? Giọng chị bởi vì chị mới chuyển giới xong mà. Rồi ok. Còn gì nữa không ạ? À? Rồi nhé, nếu mà ai có câu hỏi gì các bạn cứ chat xuống nhé, tạo mình sẽ check nào. Tiếp tục nào. Từ số 25 này, I have the 25th word is make. Từ make này mang nghĩa rất nhiều nghĩa, ví dụ làm này. Dọn này, mình cũng sử dụng từ make. Ví dụ I make my bed. Mang nghĩa là make my bed là dọn giường. Ok chưa? Make a bed. Now next one, mình có từ go, ai cũng biết rồi đúng không ạ? Go là đi. Ví dụ go shopping là đi chợ hoặc là đi siêu thị hoặc đi mua sắm đúng không ạ? Go swimming là đi. Go swimming in the swimming pool. Every weekend I go swimming on the swimming pool là gì ạ? Hàng ngày tôi đi tắm đi bơi ở bể bơi. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ có một số câu như ví dụ như là từ think là nghĩ này. Được chưa ạ? Rồi give là cho này, use. Rất nhiều bạn học sinh của mình đọc từ này là use. Use. Nhưng thực tế đây là use. Các bạn nhớ cho mình nhé, use. Tức là cái cách của bạn sử dụng nói bao giờ phải biết ra chữ giờ đấy, chữ Z ấy. Use. I'm using telephone at the moment. I'm using telephone at the moment. Hiện tại bây giờ tôi đang sử dụng điện thoại để call my parents hay cái gì đấy nhá. Use, nhớ nhá, đuôi Z ạ. Use mang nghĩa là sử dụng. Rồi tiếp tục nào. Ví dụ thần giữ của trong nhà của mình đúng không ạ? Nó money keeper chẳng hạn đúng không ạ? Keep mang nghĩa là danh từ đúng không ạ? À, sorry các bạn, động từ ạ, mang nghĩa là giữ. Ví dụ chúng ta sẽ có keeper là người giữ. Tôi ví dụ ạ, ví dụ như là em gái tôi được coi là một thần giữ của, tức là nó rất kè xỉ á, đúng không ạ? Mình là she's a money keeper. Thần giữ của. Kiểu thế ạ, các bạn sẽ hiểu như vậy ạ. Thấy chưa? Nào tiếp tục ạ, các bạn sẽ có một số từ như từ find. Find là tìm kiếm. Ví dụ trong nhà của mình mà mình có cái từ mình mà là mất cái gì thì các bạn sẽ nói là I find. Nhưng các bạn nhớ cho mình này, khi các bạn dùng find mang nghĩa là tìm thấy. Mình thấy rồi ấy. Đấy, ví dụ nhá. I found him. I found my wallet under the bed. I found my wallet under the bed. Đây, cái này là của Hằng lấy ví dụ thôi nhá. I found. Các bạn biết từ found không ạ? Find, found. I found my wallet under the bed. Là gì ạ? Tôi nhặt được ví của tôi tìm thấy ví của tôi ở dưới giường. Nhưng nếu các bạn muốn nói là tôi tìm mà các bạn chưa tìm thấy, chúng ta sẽ sử dụng từ look for. Đây là cụm phrases. Đây gọi là phrasal verb. Được chưa? I look for. Cái gì ấy? Cô dạy thành khóa học đi. Cô ơi, cô ấy sẽ sử dụng của modal verb thôi. Ok nhá. Tẹo nữa. Ok, now next one. Tiếp tục nhá. Đây, now 37 này. Tôi sẽ có một từ đó các bạn muốn tìm kiếm mà chưa thấy. Tôi sẽ sử dụng từ look for. Look for là tôi đang tìm. Hoặc là các bạn có từ search. Search, được chưa? Search for, look for để mà nghĩa là tìm thôi nhưng chưa thấy. For example, I'm looking for my glasses. I'm looking for my glasses and I haven't found it. I'm looking for my glasses and I haven't found it. Tôi đang tìm kiếm một cái gì ạ? Glasses là cái kính của tôi and I haven't found it, được chưa? Cái này tôi lấy ví dụ thôi nhá. I'm looking for my glasses and I haven't found it. Ok, tôi đang tìm cái kính của mình nhưng tôi chưa thấy. Ok, nào từ số 38 này. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là những cái đồ vật xung quanh chúng ta nhá. Tôi ví dụ thôi nhá. Đó là a cup thì dễ rồi, đấy là cái cốc này. Đấy chưa, table quá là dễ rồi, đó là bàn này. Nhưng ví dụ như bàn học sinh, tôi sẽ dùng từ desk là bàn học sinh này. Được chưa, ok chưa. Tiếp tục tôi sẽ có một số từ, ví dụ như là các bạn thấy là cái đồ mà để các bạn có thể sử dụng chữ nước ấy ạ. Chữ nước có thể là cốc bình to thì mình có thể sử dụng cả cái từ đó, từ water container. Water container là bình đựng nước thôi. Được chưa? Rồi tiếp tục như là mình có từ hanger là cái móc treo này. Móc treo, ok chưa? Rồi thì mình có số một cái từ jar. Các bạn đã từng gặp từ jar này bao giờ chưa? Ví dụ như trong bài hát rất là nổi tiếng của Christina Perry, mình có từ là jar of hearts. Jar of hearts, được chưa? Thì cái từ jar này mang nghĩa là bình. Bình nhưng mà nó không phải là cái loại bình cao đâu, mà là cái loại bình như kiểu đựng kẹo ấy, được chưa? Bình, a jar, bình đựng kẹo, đựng mứt, được chưa? Rồi tiếp tục ạ, mình sẽ có một số cái phần như là
gì nhỉ? Rồi, ok, ví dụ như là mình rời khỏi nhà thì mình sẽ có động từ leave, rời khỏi này. Được chưa? Rồi thì mình có thể sử dụng từ work. Xin lỗi các bạn. Work, làm việc. Nhưng mà mình học sinh của mình hay bị nhầm giữa hai từ work và từ job. Work và job khác biệt nhau như sau ạ. Job ấy, job thì là danh từ, đúng không ạ? Job is a noun. Work is also a noun and a verb. Các bạn nhớ cho mình là work thì vừa là danh từ vừa là động từ ạ. Thế các bạn thật cẩn thận này, tôi sẽ lấy ví dụ nha. I work for a company. Đây là động từ mà nghĩa là tôi làm việc cho một công ty. My job is busy. Công việc của tôi thì rất là bận bịu. Hoặc là my job is hard. Rất là vất vả, bận bịu ạ. Rất nhiều người nói là my work is busy. Thì cái câu này không đúng lắm ạ. Không đúng lắm, mình khẳng định luôn là không đúng lắm. Nếu các bạn muốn nói là công việc của tôi như thế nào thì tôi sẽ sử dụng là my duties cũng được ạ. Đây, tôi có một từ số 46 đó, từ duty. Sorry. Duties. Duties là gì ạ? Đây là số ít và số nhiều này. Duty là nhiệm vụ. Ok nhá. Đấy, mình sẽ không sử dụng là my work is busy đâu các bạn nhá. Đấy chưa? Rồi tiếp tục này, câu số 47 nhá. Ví dụ như chúng ta sẽ có một số động từ nữa này. Hàng ngày tôi đi đâu đúng không ạ? Go shopping vừa nói rồi này. Đi đâu đây các bạn sẽ sử dụng một từ đó, từ leave for. Ví dụ nhá. I leave for school. Every day I go to school at 7. Nhưng mình có thể sử dụng every day I leave for school at 7. Hàng ngày em đi học bằng đi học ấy, leave for school là đi đến trường ạ, được chưa? Vậy every day I leave for school at 7 p.m. hoặc 7 a.m. thì các bạn, được chưa? Leave for là đi đến. Được chưa? Rồi tiếp tục ạ, mình sẽ có từ need là cần. Quang lấy ví dụ đơn giản nhá. Every day I leave for school at 7 a.m. and I need to have a light breakfast. I need to have a light breakfast. Rồi ở đây cô Hằng cũng sẽ dừng lại để giải đáp một chút cho em. Đây ạ. Em gì nhỉ? Quên mất. Every day I leave for school. Em đây, có một em dâu Tây ạ. Cô à, em mới hỏi là cô dạy cách sử dụng modal verbs nhá. Đây các bạn nhìn này. Mình nói hơi nhanh rồi các bạn. Nhưng mà được cái là nếu mà kể cả nói nhanh thì các bạn cũng thấy là về nhà các bạn vẫn sẽ có cái phần này các bạn nhìn lại mà đúng không? Rồi, ở đây các bạn thấy là các bạn dâu Tây hỏi là cô dạy cách sử dụng modal verb. Thì bây giờ cô Hằng dừng lại một chút này. Cái phần need này ạ, thì thực tế nó là một verb thường. Và nó cũng được coi là modal verbs. Modal verb là gì các bạn nhỉ? Động từ khuyết thiếu ạ. Động từ khuyết thiếu là động từ không đi với bất kỳ một cái gì. Ví dụ như không thể dùng là không phủ định với lại don't. Ví dụ như I should and I shouldn't do it. Đấy là động từ khuyết thiếu là không cần phải sử dụng trợ động từ với nó nữa. Thế nên cái từ need này thì vừa là động từ bình thường và vừa là động từ modal verbs. Cô Hằng lấy ví dụ cho các bạn nhé. Ở đây tôi có nói là I need to have a light breakfast, là tôi cần phải có một bữa ăn sáng nhẹ. Thì ở đây tôi có thể nói là I don't need to have a light breakfast. Cô Hằng lấy ví dụ nhé. Đây là ví dụ. Được chưa? Thì cái này nó mang nghĩa là verb bình thường. Nhưng mình nói là I needn't have a light breakfast. Thì từ này, từ need này, lúc này nó sẽ được coi là modal verb. Thấy chưa? Ok chứ các bạn, nếu mà các bạn thấy ok này, hiểu này thì các bạn có thể like cho mình biết ạ. Được chưa? Thì ở đây cô Hằng muốn nói là hai câu này nó không hề có nghĩa gì khác nhau hết ạ. Nghĩa của nó y hệt như nhau. I don't need to have a light breakfast thì đều nghĩa là tôi không cần ăn một bữa ăn sáng nhẹ. Ở đây tôi cũng như vậy, needn't và don't need to giống nhau. Ok chưa? Rồi nào các bạn like cho mình biết đi ạ. Nhớ đâu mình lại không biết. Được chưa? Bây giờ cô nói đã chậm hơn chưa? Các bạn ơi, cô nói đã chậm hơn chưa? Có nhanh quá không? Ừ. Ok chưa? Có vấn đề gì nữa không ạ? Mọi người nhìn rõ chưa? Rồi, tiếp tục nha. Ok nha, tiếp tục nha. Nào, từ số 49 ạ, chúng ta đã học được rất nhiều từ. Các bạn cố gắng là về mình sẽ share cái này phần này lại. Và các bạn cố gắng là hàng ngày mình bật lên mình nghe để mình biết là à, bình thường mình cũng nhớ được đấy, nhưng mà thỉnh thoảng đọc sai chẳng hạn. Nào, chúng ta hỏi một ai đấy, chúng ta sử dụng từ asked. Ask. For example, I asked my mother blah blah blah, blah. Tôi hỏi mẹ tôi cái gì đấy nên là hỏi. Nhưng các bạn nhớ ra từ mình cụm từ đó là từ ask for, mang nghĩa là hỏi xin. Xin. Ví dụ I asked my mother for money. Em hỏi xin tiền mẹ. Được chưa? Ok chưa? Được chưa các bạn? Có thắc mắc gì không ạ? Hình
hình như là mình cảm thấy cái màn hình nó hơi hơi tối tối để mình cử chỉnh lại một chút xíu. Em không có nữa. Rồi, ok. Được chưa? Ok chưa? Còn cho mình nhìn chắc là sẽ ổn hơn rồi đấy. Rồi, ok. Now, next one nhá. Continue nè. Chúng ta tiếp tục này. À, từ số 50 này chúng ta sẽ có từ đó là từ số 51 ạ, chúng ta sẽ có từ seem. Và từ này là từ rất là hay các bạn ạ. Seem đây mang nghĩa là dường như. Nhưng các bạn nhớ này, sau seem chúng ta sẽ có hai thể loại ạ. Sau seem sẽ có hai thể loại này. Seem cộng với lại to verb. Được chưa? Hoặc là seem cộng với lại tính từ. Cô Hoàng lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhá. Ok, for example. For example. Nào, seem này, ví dụ ạ. Seem. I seem to love the wrong person. Ví dụ nhá, tôi ví dụ như thế thôi. Now, I seem to love the wrong person. Dường như là tôi yêu nhầm người rồi. Dường như em yêu nhầm người rồi. Dường như em yêu nhầm thằng gay rồi. Đúng không? Dường như em yêu nhầm thằng gay rồi. Rồi tiếp tục ạ. Nào, từ seem thứ hai này, seem thứ hai ạ. Thì cô Hoàng sẽ cho một ví dụ như là I seem, à xin lỗi, he đi. He seemed really tired after the wedding. Anh ấy dường như là rất mệt. Anh ấy dường như rất mệt sau bữa tiệc, sau tiệc cưới. Được chưa? Ok chưa? Các bạn hiểu cái này chưa? Đấy nhá, đây là mình lồng cả phần ngữ từ vựng vào với lại ngữ pháp đấy ạ. Nên là các bạn cố gắng xem mà các bạn hiểu được, các bạn like cho mình để mình biết là à, may ra là còn hiểu. Ok chưa? Có ai hiểu không hiểu không ạ? Nếu không hiểu thì comment luôn nhá, xem mình có thể comment được không. Rồi ok, Đặng Mai Như ok rồi đúng không em? À, dâu tây này, cô dạy cách nhớ từ lâu với ạ. Cái đấy thì chị sẽ nói trong một cái phần video sau nhá. Chị có thể dạy các bạn, mình có thể dạy các bạn cách nhớ được một khoảng tầm 20 từ trong vòng 5 phút. Học sinh của mình áp dụng rất là tốt ạ, các bạn có thể nhớ ngay trong vòng 5 phút ạ. Ok chưa? Rồi, tiếp tục này, Phạm Anh chị chuyển giới bên Malay à? Bên Thái em ơi, đi Thái chuyển giới. Rồi ok. Rồi nhá, nào tiếp tục ạ. Câu tiếp theo nào, từ số 52 ạ, chúng ta sẽ có những từ đó, từ show. Rồi, học sinh của mình hay đọc từ này thành từ show ạ. Các bạn nhớ cho mình này, về phần phát âm ạ, thì show is totally different from show. Khác nhau nhá, show mà nghĩa là trình bày này, trình diện này, hiển thị này. Hoặc là giải thích, mình cũng sử dụng từ show này. Could you show me, bạn có thể chỉ cho tôi. Could you show me the reason why you left yesterday? Là bạn có thể giải thích cho tôi lý do tại sao ngày hôm qua em phải vắng mặt được không? Thì kiểu như vậy đúng không ạ? Nhưng cái từ show này khi các bạn đọc các bạn nhớ cho mình nhé. Show các bạn cong lưỡi này. Show. Show, ok. Còn cái từ show là cái từ gọi là conjunctions, là từ nối ạ. Thì các bạn sẽ nói là show. Rất là nhẹ thôi đúng không ạ? Nào tiếp tục ạ, từ số 53 chúng ta có một từ này, và từ này cực kỳ quan trọng này. Và học sinh của mình dùng sai cũng rất là nhiều. Đó là từ try. Try thì mang nghĩa là cố gắng hoặc là thử. Ví dụ ạ, try to verb thì nó sẽ là cố gắng ạ. Còn try working thì là thử ạ. Ok, nào cô Hoàng lấy một ví dụ nha. Let me take an example for you. Let me take an example for you. Now, first, I tried my best to finish the work. I tried my best to finish the work. Là tôi đã cố gắng hết mình ạ. Đây là cụm từ 54 các bạn nhớ cho mình. Try somebody's best. Try someone's best. Là cố hết mình. Và từ này nó tương đương với từ attempt. Nỗ lực. Đều cộng với to verb. Thấy chưa? Nỗ lực ạ. Không phải lỗ lực, mà đây là nỗ lực. Ok. Ví dụ như I'm trying my best to get the I'm trying my best to get promotion. Và tôi đang thực sự cố gắng hết mình để tôi có thể get promotion, để được thăng chức. Get promotion. Còn từ attempt nó nghĩa là nỗ lực. Ok. Rồi tiếp tục ạ. Nào còn một từ nữa là từ try working. Cái này mình lấy ví dụ nha. I try fitting the coat but fail. But it doesn't fit me. Đấy, ví dụ như thế là tôi cố gắng thử cái coat, là cái áo choàng. I try fitting the coat but it doesn't fit me. It doesn't, xin lỗi, bỏ chữ it đi. It doesn't fit me. Được chưa?
Rồi, để câu này nha. I try fitting the coat, but it doesn't fit me. Thấy chưa? Mình nói như này là cũng rất là kỹ cho các bạn đấy ạ. Giống như mình đang dạy trên lớp của học sinh của mình đấy. Nên là nếu ai cần hỏi thì các bạn cứ hỏi nhá. Rồi, ok. Rồi, Vân Cương có nói là I am trying to lose weight. Chị Mơ ơi, thế mà cô không dạy cách nhớ cho lớp online của 40. Lớp của chị mới bắt đầu được 3 buổi, chưa có nhá. Chị Mơ yên tâm là sẽ có đến phần đấy ạ. Các học sinh của mình thì các bạn được hỗ trợ rất là nhiều. Không bao giờ thiệt hơn bất kỳ ai cả. Nào, tiếp tục ạ. Từ tiếp theo. À, từ tiếp theo nhá. Đây ạ, mình có từ này ạ. Look. Từ này là ai biết rồi, look. Look là nhìn đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó còn một nghìn nữa. Nhìn. Hoặc là nhìn có vẻ. Nếu mang nghĩa là nhìn có vẻ thì look sau đó sẽ cộng một tính từ là nhìn có vẻ. Quảng lấy ví dụ nhá. Oh, you look so tired. You look so tired. You look so tired. Nhìn bạn có vẻ mệt thế. Được chưa? Look. Còn ví dụ bình thường là I am looking at you. Tôi đang nhìn bạn đấy. Hoặc chúng ta vừa có một cái phrasal verb mà cô Hằng vừa dạy. Đó chính là từ look for. Nó nghĩa là tìm kiếm. I'm looking for my watch. I'm looking for my glasses. I'm looking for my boyfriend. Kiểu như vậy. Em đang đi tìm bạn ra nhưng vẫn chưa thấy. Rồi nha. Tiếp tục nào. Mình sẽ có tiếp này. Đó là từ use. À, use already, xin lỗi các bạn ạ. Mình sẽ có một từ là từ provide. Provide mang nghĩa là cung cấp. Được chưa? Dạ, và đi với từ cung cấp này thì cô Hằng sẽ cho các bạn một loạt từ như sau. Ví dụ cung cấp sản phẩm ạ. Chúng ta cung cấp là products. Được chưa? Products là sản phẩm. Nhưng rất nhiều người đọc, học sinh của mình, kể cả là học sinh của mình mới vào học này, toàn đọc là product. Nhưng thực tế đọc là product. Product, chứ không là pro, nó không là chữ O ạ. Các bạn đọc lại nhé, product. 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 Cái đuôi của nó là đuôi chữ KT, CT á. CT thì các bạn đọc là product. Đấy, đọc lại nhé, product. Product. Ok chưa? Sản phẩm này. Để provide material. 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 Material, nguyên liệu. Ingredients cũng là nguyên liệu. Nhưng thường ingredients sử dụng trong nấu ăn. Được chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp tục ạ. Cùng nghĩa với từ cung cấp ạ, thì chúng ta cũng có một từ supply là cung cấp động từ. Và chúng ta có một từ nữa là supplier là nhà cung cấp. Nhà cung cấp. Ok chưa? Rồi nào, cùng mình đọc lại từ 57 trở đi nhá. Now the first word is provide. Provide. Được chưa? Xuống này. Provide. 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 Ok. Now từ 58 ạ. 58 này. Product. 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 Không phải product. Đừng đọc là product mà nó là product. Từ số 59 này. Material. Material. Ok. So remember the ending sound here is O. Các bạn nhớ cho mình cái ending sound đây nó là O. Chữ L. Không lưỡi lên ạ. Material. Đấy ạ. Ok. Tiếp tục bài mình có từ này là ingredients. 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 Nguyên liệu trong đồ ăn ạ. Tiếp tục bài từ 61 chúng ta dùng từ supply. Chọn âm thứ 2 bởi vì động từ nó chọn âm thứ 2 được chưa? Supply. Supply. Động từ 2 tiếp thì là chọn âm số 2. Nếu học sinh của Hằng này ôn lại bài luôn. Còn từ 62 chúng ta có từ supplier. Supplier. Ok. Thấy chưa? Nào tiếp tục bài mình sẽ có từ đó. Từ call. Call là gọi, được chưa? Ok, call for cũng là mời. Mời. Ví dụ nhá. I want to call you on phone. I want to call you on phone là tôi muốn gọi cho bạn qua điện thoại. Nhưng ví dụ mình nói là I want to call for a doctor. I want to call for a doctor là tôi muốn mời bác sĩ về để khám bệnh cho tôi. Ok chưa? Tiếp tục ạ. Mình sẽ có từ find ready, want, muốn. Và rất nhiều người học sinh của mình các bạn nhớ nhỉ, want somebody to verb nha. Đấy, ví dụ muốn ai làm gì ạ? Muốn ai làm gì các bạn phải sử dụng cái này. Ví dụ như I want you to clean the house. Mẹ muốn con dọn nhà ngay. I want you to clean the house. I want you to clean the house. Chứ không phải là I want you to clean the house là không đúng. Thấy chưa? Có ai hỏi gì nữa không? Nếu ai hỏi gì các bạn hỏi gì các bạn cứ comment xuống dưới nha. Rồi tiếp tục ạ. Ai bất kỳ ai cần hỏi gì các bạn comment xuống dưới đi ạ. Rồi tiếp tục ạ. Nào tiếp tục ạ, từ 66 ạ. 66 chúng ta sẽ có từ tell.
là nói, ai cũng biết từ này rồi. Nhưng mà các bạn nhớ là khi nói với ai đấy chúng ta là tell somebody luôn. Nói với ai. Và các bạn muốn nói là tell somebody to verb. Đấy, là nói với ai làm gì. Hoặc nói với ai làm gì, ngoài cái phần nói với ai làm gì thì còn có là nói hoặc là yêu cầu người khác làm gì. Quản lý ví dụ đơn giản thôi ạ. My father told me to help him. My father told me to help him. My father told me to help him. Ok chưa? Rồi nào các bạn hiểu phần này chưa? Nếu ai chưa hiểu thì các bạn có thể comment xuống dưới. Còn ai hiểu rồi các bạn like cho mình biết nào. À ok chưa? Có vấn đề gì không ạ? Like đi cho mình biết là các bạn có hiểu ạ. Không cứ thấy không nói gì ạ. Hoặc là mình nhanh quá hay cái gì đi thì các bạn nói mình đi. Được chưa? Ok chưa? Chưa. Ok, rồi tiếp tục nha. Từ số 69 này. Nào, từ số 69 này chúng ta sẽ có từ like. Like mang nghĩa là thích hoặc muốn cũng được. Nhưng các bạn nhớ cho mình là từ like không sử dụng. Like không sử dụng ở, không sử dụng với thì tiếp diễn. Không ai nói là I am liking you, I am liking going to the cinema. Tôi không nói như vậy, các bạn nhớ cho mình nhé. I like to go to the cinema. I like to go, I love to go. Vậy câu 60, 70 sẽ là love nha. Love cũng là thế này. Yêu này, hate thì là ghét này. Fancy cũng là thích à, hoặc là yêu. Được chưa? Ok chưa? Rồi, tự nhiên ví dụ mà các bạn ghét cái từ, các bạn có thể sử dụng từ này này. Từ này là ghét, cực kỳ ghét. Cực kỳ ghét. Cực kỳ ghét. Được chưa? Rồi, ok, tiếp tục ạ. Nào, mình có từ đó là từ Endeavor. Cái này là nỗ lực. Đấy, giống như từ attempt ở trên mà mình vừa nói đấy ạ. Ví dụ, I endeavor to get that position. Và tôi đang nỗ lực hết mình để có thể có được cái vị trí làm việc đấy. I endeavor to get that position. Đấy, kiểu như vậy nha. Thế tôi gọi mình có từ include. Include là bao gồm. Ok, bao gồm ví dụ như là the tickets, quản lý ví dụ nhá. The price of this hotel includes bed and breakfast. Ai mà làm trong ngành quản trị khách sạn các thứ thì các bạn đều biết B&B đúng không ạ? Bed and breakfast. The price of this hotel includes bed and breakfast. Là cái giá của cái khách sạn này đã bao gồm cả việc ngủ và ăn sáng. Ok. Nào 76 nào. Mình có từ consider. Cân nhắc ạ. Sau consider chúng ta cộng verb ing các bạn nhé. Sau consider cộng verb ing. For example, I consider taking you a new position. Tôi đang cân nhắc đưa cho bạn một vị trí làm việc mới. Thế là vị sếp nói với nhân viên hả? Đấy chưa? Tiếp tục hear, có nghĩa là nghe. Còn các bạn nhớ cho mình từ listen cũng là nghe nhưng phải là to something cơ nhá. Listen to something, có nghĩa là nghe cái gì. Đấy chưa? Next one we have believe, không đọc là believe vì thực tế nó chỉ là believe thôi ạ. Các bạn đấy là cái âm đầu tiên vẫn là âm y nhưng mà y này là y ngắn các bạn ạ. Mình sẽ đọc từ này là believe. Đấy ạ, nó hơi giống chữ ơ ạ. Ok, đọc nhẹ nhá. Believe là tin tưởng. 80 mình có từ stand mang nghĩa là đứng, nhưng chúng ta có từ can't stand. Can't stand là không thể chịu đựng được. Sau cái từ can't stand này các bạn nhớ cho mình là can't stand cộng với verb ing. Có lấy ví dụ này, I can't stand working with him là gì ạ? Tôi không thể chịu đựng được anh ta, nói chuyện làm việc với anh ta. Nào 82,
khi mà mình nói đến tập khoảng tập 100 thì mình sẽ có một bài tập ngắn cho các bạn nhé, để các bạn có thể tương tác với mình nhá, và trả lời xem ai trả lời đúng nhá. Nào, tiếp tục bạn mình có từ live là sống rồi, ai cũng biết từ này rồi đúng không ạ? Tiếp tục bạn mình có từ meet là gặp. Meet là gặp rồi. Bây giờ trong cuộc đời chúng ta ai cũng gặp rất là nhiều người đúng không ạ? Chúng ta thử nhá, một số danh từ về người trong cuộc sống của chúng ta nào. Đầu tiên là friend, ai cũng biết mà nghĩa là bạn bè. Nào, bạn bè tri kỷ với nhau ạ, chúng ta sẽ dùng từ gì? Có rất nhiều từ, ví dụ từ đầu tiên là từ bestie mà nghĩa là bạn thân. Được chưa? Soulmate mà nghĩa là tri kỷ. Soulmate là tri kỷ. Được chưa? Classmate là bạn cùng lớp. Schoolmate là cùng trường. Và các bạn có một từ nữa gì mate đấy nhỉ? Roommate, okay. Roommate là bạn cùng phòng. Được chưa? Rồi ok ạ. Tiếp tục nào. Colleague, các bạn biết từ này không ạ? Rất nhiều bạn là học sinh của mình đọc từ này là colleagues. Nhưng thực tế nó không phải là chữ G ở đây đâu ạ. Từ này là kết thúc âm G luôn ạ. Kết thúc từ này là âm G. Các bạn nhìn miệng mình nhá. Colleague, 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 đồng nghiệp. Một từ khác dễ dàng hơn với từ đồng nghiệp là từ coworker. Coworker, được chưa ạ? Là đồng nghiệp again. Nào, chúng ta sẽ có một số từ như kiểu là manager là người gì ạ? Manager là quản lý. Được chưa? Team leader là quản lý, thì gọi là trưởng nhóm. Ok, cho supervisor là người giám sát viên. Ok chưa? Ok chưa? Rồi còn cái gì nữa không nhỉ? Là xong có mối quan hệ của mình. Rồi ok, ta tạm thời như thế đã. Tùng Kanashi hỏi gì nhỉ? Từ quý, kiểu quý ai đó tiếng Anh là gì ạ? Em có thể nói là I like hoặc I love. Lý do nhá, cái trong tiếng Anh ý, người ta sử dụng ở cái mức độ là hơi gọi là exaggerating một chút ạ. Tức là nó hơi bốc phét một tí ti. Tức là kể cả bạn quý ai đấy, mình có nói là I love her, I love her đấy. Ví dụ đơn giản như thế, nhưng mà có một từ nữa cho từ quý là quý hơn ấy ạ. Là adore, mà nghĩa là rất yêu. Rất yêu, tôn thờ. Thì mình sử dụng adore, adore. Ví dụ nhá, I adore you, I adore you. Đấy, Tùng ok thế em ơi. Ví dụ từ này mình nói là I adore you, mà nghĩa là ôi anh rất thích em, thích lắm. Đấy chưa? Nào, từ số 96 này, ví dụ như là các bạn nói là mình thích ai đấy thì mình nói là I adore you rồi đúng không ạ? Nhưng mình còn cụm từ nữa là I am a fan of you. I am a fan of you. Câu này rất dễ, là một fan, tức là một người yêu thích của bạn. Được chưa? Rồi. Nào, cấu trúc tiếp theo nha, ví dụ như là các bạn hay sử dụng một người mà mình rất thích, một người mình rất ghét chẳng hạn, thì mình có một từ là ghét như là kẻ thù chẳng hạn, mình sẽ sử dụng từ là từ enemy. Enemy, enemy là kẻ thù. You are my enemy. You are, or she is, she is my enemy. She's my enemy, mà nghĩa là cô ta là kẻ thù của tôi. Kiểu đánh ghen ấy. Được chưa? Ok chưa? Nào, còn gì đâu ạ? Nếu mà ai cần hỏi gì thì các bạn cứ hỏi luôn nha. Và ai hiểu rồi thì các bạn like cho mình biết là ok để mình tiếp tục nào. Cô ơi, góc đấy hơi tối, phải có thêm đèn mới xinh. Ok em ơi, lần sau chị sẽ bổ sung thêm đèn nhá. Nào, các bạn ơi, các bạn hiểu rồi các bạn like cho mình biết đi ạ. Là các bạn đã hiểu rồi. Rồi, ok nhá. Nào, tiếp tục nào, tiếp tục ạ. Nào, từ số 98 ạ. Ví dụ tôi có một cụm từ, ví dụ như là dạo này tôi phải làm việc rất là vất vả đúng không ạ? Ví dụ đây là cái câu mà mình thấy là hầu hết trong cuộc sống của mình bây giờ là ta bận lắm ấy, dạo này ta bận lắm. Thấy chưa? Thì các bạn sẽ thường nói như thế nào? Đó là câu đầu tiên các bạn nói là I am busy. I am busy. Ok chưa? I am busy. Được chưa? Đấy, đây là cái câu các bạn hay nói như là I am busy. Nhưng mà bây giờ mình có một câu nữa mà các bạn sử dụng mình là I have a tight schedule. I have a tight schedule. Đấy ạ, đây là tôi bận vãi. Tôi bận lắm ý. Tôi rất bận. Được chưa? Rồi ạ, đây là một phrase cực kỳ gọi là rất hay được sử dụng ạ. I have a tight, tight tức là chặt,
chặt ơi là chặt, time schedule tức là không thể lách được thời gian để đi chú vợ chú con đi chơi, thì chúng ta sẽ sử dụng là I have a tight schedule. Được chưa? Đấy nhá. Được chưa? Rồi ok nào, ví dụ như tôi không thể sắp xếp được thời gian thì có thể là I cannot manage time to verb. I cannot manage time to verb là không thể sắp xếp thời gian làm gì. Không thể sắp xếp thời gian làm gì. I cannot manage time làm gì đấy. Được chưa? Rồi nào, và từ 100 ạ. Mình sẽ sử dụng ví dụ như là dạo này chẳng hạn, nhưng mà tôi cảm thấy là làm việc đến mức mất sức ạ, thì mình sẽ là I am a bit hoặc là a little bit hoặc là quite, quite overloaded. Làm việc hơi kiệt sức. Đây là lý do mà dành cho các bạn nam chẳng hạn, đúng không ạ? À, lấy lý do cớ để rủ bạn gái đi chơi này, hoặc là dành cho các bạn nam mà đi học theo kiểu là các bạn đi học nhưng mà trốn việc, hoặc là lấy lý do làm việc ấy không hiệu quả sẽ là I'm a bit overloaded. I am a bit overloaded. Đấy chưa? I'm a bit overloaded. Đấy chưa? Rồi. Xong nhá, 100 từ. Nào. Cái gì đấy? Oppa. Không, em ơi, Trang Oppa. Cái từ busy đó không đúng, dễ lộn thành cái bộ phận kín của phụ nữ có phải không? Không đúng em ạ. Thực tế thì bộ phận kín của phụ nữ mình nói luôn này, đó là một cái từ này là hơi bậy trong tiếng Anh này. Từ này nó sẽ khác từ này em nhá. Đây là một bộ phận kín của phụ nữ, cái mà các bạn nam hay vãi hàng ngày này, ví dụ hay chửi bậy ấy. Từ này đọc là pussy. Tiếp thứ hai là từ là busy mà khác nhau chứ, âm p và âm b khác nhau chứ em. Được chưa Trang? Tiếp tục nhá. À, hết rồi, chả còn ai hỏi gì nữa. Xong rồi nha, mình trả lời hết rồi nha. Ok chưa? Ok rồi. Rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có một bài tập nho nhỏ nhá. Nào, bài tập nho nhỏ nào, ai là người nhanh nhất nào? Thì các bạn thử comment và thử cái cách đoán từ của mình xem nào. Nào, bây giờ mình sẽ có một số câu word form. Bài tập word form này, bài tập luyện về dạng từ trong tiếng Anh. Cô Hoàng lấy ví dụ một câu cực kỳ đơn giản thôi ạ. Nào, một câu đơn giản mà cái câu này chắc là bạn nào cũng làm được. Now, the first one is she is a Now, chỗ này cần một loại từ gì ạ? Các bạn đừng trả lời vội, đây cần một loại từ gì các bạn tự phân tích nhá. Nào, she is a, she's a cái gì đấy, lady. Với một từ gốc của nó là từ beauty. Đây là loại từ gì ạ? Các bạn tự phân tích xem nào. Có ai phân tích được không ạ? Rồi ok nào, có Tùng Kadashi trả lời là tính từ rồi này, very good rồi này, chính xác ạ. Nào bây giờ các bạn sẽ để ý nhá, để ý cho mình này. Trong tiếng Anh ạ, trong tiếng Anh, à, nào trong tiếng Anh ạ, các bạn nhớ cho mình đây là một cụm danh từ. Cụm danh từ được cấu thành bởi tính từ viết tắt là adjective and a noun. Đúng không ạ? Đây là một cụm danh từ, vậy các bạn nhớ cho mình là mọi tính từ đứng trước danh từ thành cụm danh từ, đúng không ạ? Vậy ở đây các bạn cần một tính từ của từ beauty, ok? Beauty đó là đẹp đúng không? Thì đây sẽ phải là beautiful, ok? Được chưa? Đáp án ở đây là beautiful lady. Đây nhá, đây là câu demo của Hoàng cho cô rất dễ. Nào, câu số 2. Câu số 2 ạ, I have the word. Nào, có ai giúp mình được không ạ? Đây cần một loại từ gì? Và từ của nó là gì nào? Các bạn hãy comment xuống xem nào. Áo dài is the, ba chấm này. Dress of Vietnam. Áo dài is the blah 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 blah. Dress of Vietnam. Can you help me? Nào, ai nói giúp mình nào? Với câu sau. Áo dài is the, cái gì đấy? The dress of Vietnam. Rất dễ đúng không? Nào thử xem nào. Beauty à, sai rồi Xuân Tú ơi. Nào. Ai đó hãy giúp cô Hằng.
ai là người nhanh nhất với từ này. Áo dài is the, có với từ tradition và từ dress, các bạn sẽ sử dụng như thế nào đấy ạ? Thấy chưa? Có ai comment chưa? Danh từ à? Đây là một danh từ á. À, Đặng Mai Như sai rồi này, Trung Quốc Ba cũng sai mất rồi. Còn cái gì được không nhỉ? Nào, ở đây nhá, tôi có một, các bạn để ý cho mình này. Đây cũng là vị trí của danh từ đúng không ạ? Sau the nó sẽ là một danh từ, nhưng ở đây có từ dress là danh từ rồi. Vì thế chỗ này cô Hằng cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Đúng không ạ? Cô Hằng sẽ cần một tính từ của từ tradition. Vậy với từ tradition này các bạn sẽ xem là tính từ của nó là gì ạ? Có ai biết không ạ? Ai biết tính từ của tradition là gì ạ? Tính từ của tradition là gì? Nào xem có ai comment không nào? À rồi, very good rồi, hiểu mốc chính xác rồi này, traditional dress chính xác ạ. Ok, và chỗ này sẽ chúng ta sẽ có một từ loại tính từ của nó sẽ là traditional, traditional. Ok, được chưa? Rồi number 3, câu số 3 nhá. Câu số 3 nào, thử một câu nào. I have to be careful when driving. Now bạn nào giúp cô Hằng với, nếu mà ai xem livestream của cô Hằng những buổi trước thì các bạn sẽ thấy là sau to be sẽ có mấy trường hợp đúng không ạ? Sau to be có 3 trường hợp, một là to be verb in trong trường hợp là hiện tại tiếp diễn ở trong thì tiếp diễn, hai là to be tính từ và ba là to be p2 trong câu bị động. Nào, vậy chỗ này sẽ điền một loại từ gì đấy ạ? Ok, very good rồi, chính xác ạ, traditional xong rồi đấy ạ. Các bạn đến câu tiếp theo đi ạ. Câu tiếp theo nào. Rồi ok, có hai người có đáp án rồi ạ. Đó là bạn Trang Thúy Huỳnh là careful, Trung Opa là careful, very good, very good, chính xác ạ. Rồi ok, vậy chỗ này các bạn cần một tính từ của đúng không ạ? Và đây sẽ phải là careful, ok, very good, chính xác. Nào câu số 4 nè. Nào vẫn là care, cô Hằng cần một vĩ nhân nào đấy giúp cô Hằng với câu này. He lost his job because of his. Sau cái từ his này phải là loại từ gì nào? Nào suy nghĩ đi nào. Ok, rất là tốt rồi đấy ạ. Trung Ngô Ba đúng rồi, Trang đúng này. Ok, traditional ok rồi đấy. Nào bây giờ tôi sẽ có một câu như sau ạ. He lost his job because of his. Nào, đây vẫn là một từ care đấy ạ. Nó sẽ là cái gì ạ? He lost his job because of his. Easy đấy ạ. Vẫn là care mà nó giúp mình với careless. À rồi ok. Carefully. Trang Thúy Huỳnh careless. Bùi Minh Đức careless. Trung Opa carefully. Ba đáp án này vẫn chưa đúng ạ. Còn ai có đáp án khác không ạ? He lost his job because of his. Các bạn nhớ cho mình này, sau cái từ his, his nó là tính từ sở hữu ạ. Túm cái váy lại nó là tính từ đúng không ạ? Mà sau tính từ thì cần cộng một cái gì ạ? Các bạn vừa học ở trên này xong này. Sau tính từ cần cộng một gì các bạn ơi? Sau tính từ cần cộng một. À rồi ok. Đã có người có câu trả lời rồi đấy đúng không ạ? Nào các bạn comment luôn đi. Sau tính từ cộng một cái gì? Các em ơi, sau tính từ cộng gì nhỉ? Rồi, sau tính từ cộng danh từ, chính xác ạ, sẽ cộng vào một danh từ. Vậy với từ care này ạ, nếu các bạn muốn biến nó thành danh từ nhưng phải có nghĩa nữa cơ. Anh ấy bị mất việc bởi vì cái tính gì của anh ấy? Cái gì của anh ấy? Phải là tính gì ạ?
Rồi chính xác rồi đấy. Cái tính bất cẩn của anh ấy nó không phải là careful nữa. Nếu các bạn bây giờ các bạn chia là careful thì nó sẽ là sai về bản chất đúng không ạ? Sai về nghĩa. Chỗ này chỉ phải là careless. Careless. Tuy nhiên đây là từ his, vì thế nó cần phải đi với một danh từ. Vậy không thể là careless được mà phải là carelessness, mang nghĩa là sự bất cẩn. Ok chưa? Vậy đáp án ở câu này là carelessness. Được chưa? Ok chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Chỗ này còn ai chưa hiểu không ạ? Khắc Hưng caring là sai rồi ạ. Tùng Kadashi care không đúng ạ. Phương Hoa care không đúng. Đáp án của chúng ta là carelessness. Có bạn Thành Vinh đúng này. À, bạn Thành Vinh ạ, duy nhất của bạn Thành Vinh là đúng rồi ạ. Đấy chưa? Rồi nhá. Nào, tiếp tục ạ, chúng ta thử một vài câu nữa xem có nhớ ra cách sử dụng của danh từ động từ không nhá. Nào, tiếp tục ạ. 5. Rồi, bạn nào giúp cô Hằng với. Câu này, he old man walk slow to the park. The old man walk slow to the park. Nào, cái gì đây? The old man walk slow to the park. Nào, cái này sẽ là gì ạ? Rồi, he walk slowly. Còn người ai khác không ạ? Còn ai khác nữa không? Rồi, slowly là từ này rất là dễ đúng không ạ? Lý do là bởi vì trong đây chúng ta có động từ này thì phải có phó từ adv cộng với động từ, phó từ bổ nghĩa cho động từ trong tiếng Anh. Ok chưa? Rồi nhá. Rồi mình vừa chỉnh cái máy cho nó sáng lên một chút ạ. Rồi ok. Vậy đây có những bạn còn có thể nhận ra đây ạ. Chúng ta có thể chia luôn cả động từ walk này theo hai kiểu. Một là walked hoặc là walks thì các bạn. Ok chưa? Rồi tiếp tục ạ. Từ số 6 nào. Câu số 6 ạ. Tôi có một câu như sau ạ. The author's happy is shown in his face. Nào, ai đó giúp cô Hằng với. Với từ happy ở đây thì như thế nào? Cần một loại từ gì ở đây? Câu 6, the author happy is shown in his sad face. Happiness sign. Hiểu mẫu happiness trung ô 3 vẫn chưa đúng ạ. Ai đó giúp mình khác, cái khác nào. Nguyễn Thành Vinh gần đúng rồi em ơi, em bị sai chính tả. Thấy chưa? Rồi các bạn đều biết là sau đây phải cần một danh từ đúng không? Đấy, đấy là lý do tại sao rất nhiều người chia là happiness. Tuy nhiên các bạn phải đọc ý nghĩa này. The author, author là người viết văn á, tác giả ấy ạ. Cái gì đấy của tác giả á được thể hiện trên khuôn mặt buồn bã của anh ấy. Các bạn phải đọc ý nghĩa đã cơ, chưa đọc ý nghĩa chưa làm được, làm toàn bị sai. Rồi vậy cái này phải là cái gì cơ các bạn? Cái này là gì ạ? Happy chỗ này phải là unhappiness, unhappiness là nỗi bất hạnh ấy, được chưa? Nỗi buồn á, nỗi buồn và nỗi bất hạnh được hiện rõ trên khuôn mặt của ông. À, được chưa? Nào câu cuối cùng về phần này nhá, câu cuối cùng phần này nhá. Tiếp tục ạ, tôi sẽ có một phần như sau. Hương communicate. Được chưa? Nào, xem câu này các bạn xử trí như thế nào.
we find who communicate. Communicate. We find whom communicate. Communication hả? Cái này nghĩa của bạn là gì ạ? Cái này các bạn đang dùng nghĩa nó là gì đấy cơ? Communication, Trung Hoa ba communication, Trang Thúy Huỳnh communication, Tú Linh communication. Ba đáp án này không đúng ạ. Còn ai có đáp án khác nào? We find whom. We find whom communicate. Cần loại từ gì ở đây? Các bạn phải xem loại từ gì, cái này đã học rồi, học ngay bên trên rồi đấy ạ. Với từ find có hai trường hợp. Find là tìm kiếm cái gì đấy đúng không ạ? Nhưng mà find cũng có thể cộng với. Các bạn nhớ cho mình này, nhắc lại nhá, cái này nhắc lại nhá. Find là tìm kiếm gì? Tìm kiếm, tìm thấy gì? Được chưa? Còn find something cộng tính từ có nghĩa là nhận thấy gì. Đấy ạ, ví dụ tôi nhận thấy gương rất làm sao đấy. Nhận thấy gương làm sao đấy, vậy cái này cần một tính từ các bạn ạ. Vậy tính từ communicate ở đây là gì ạ? Không phải là communicated, Thu Nga communicated, không đúng ạ. Communicately, không đúng ạ. À, hiếu mốc thì em đang tư duy theo logic đó là em sử dụng động từ đúng không? À, động từ find và sẽ có phó từ communicatively gì đấy đúng không ạ? Để phổ biến cho nó, nhưng mà phó tính từ ở đây ạ, thì mình đáp án luôn nhá. Ở đây sẽ là communicative cơ các bạn ạ. We find Hương communicative là một người rất hoạt ngôn ạ. Được chưa? Chúng tôi nhận ra Hương là một người rất hoạt ngôn. Ok chưa? Rồi nào, sau 7 câu vừa rồi các bạn đã hiểu những cơ bản về phần word form và từ vựng áp dụng cho danh động tính phó tiếng Anh chưa ạ? Ok chưa? Các bạn ơi, nếu các bạn ok rồi các bạn báo cho mình biết đi ạ, để mình còn biết và tiếp tục. Được chưa? Ok nhỉ? Rồi nha, tiếp tục này. Trong phần tiếp theo mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số từ vựng nữa. Tại sao hôm nay không thể hết được 1.000 từ? Mình nghĩ là với cái tốc độ mà mình đưa từ vựng như thế này á, thì chắc là tại vì là mỗi lần mình đưa từ vựng đúng không ạ, thì mình đều có kèm explanation cho từng từ một, xong lại còn có cả examples của từng từ một, nên nó sẽ rất là chậm đúng không ạ? Chắc là 1.000 từ vựng này chắc phải chia mấy lần. Nào tiếp tục nhá. 101 à. 101. Rồi, 101 nào, chúng ta sẽ có một số từ nào. Trong tiếng Anh các bạn thấy là có rất nhiều động danh tính phó đúng không ạ? Nào chúng ta thử với một câu một chủ đề khác xem nào. Chủ đề mua sắm đi, ok chưa? Mua sắm này chúng ta sẽ có từ buy, mua sắm. Và học sinh của mình hay dùng từ này nếu như anh chị nào đang sử dụng trong đang làm trong ngành import export purchase đúng không ạ? Từ này đọc là purchase không phải là purchase. Purchase là mua, trade là giao thương. Được chưa? Import là nhập khẩu ạ. Hàng hóa chúng ta nhắc lại có từ products rồi đúng không ạ? Rồi tiếp tục bạn mình có từ container là container. Ok, tiếp tục bạn mình nhận hàng mình có thể dùng từ receive, nhận. Được chưa? Export thì là mình xuất đi. Khi mà mình xuất đi thì mình sẽ có phải tuân thủ một vài cái standard. Standard là gì ạ? Standard tiêu chuẩn đúng không ạ? Product standard chẳng hạn đúng không ạ? Rồi khi đấy mình sẽ chịu một khoản thuế gọi là tax, thuế. Các bạn có biết từ VAT ạ? VAT là thuế giá trị gia tăng đúng không ạ? Nó viết tắt của từ gì không ạ? Nó viết tắt của từ value added tax, thuế giá trị gia tăng, ok chưa? Rồi chúng ta sẽ có thuế quan, thuế xuất nhập khẩu, chúng ta dùng từ tariff. Tariff là thuế xuất nhập khẩu. Ok chưa? Tariff. Rồi tiếp tục ạ. Ví dụ như là các bạn sẽ có những từ vựng như ví dụ như là onboard. Onboard là hàng lên tàu đúng không ạ? Lên tàu xe. Đấy, kiểu như vậy. Load mang nghĩa là load là vận chuyển. Hàng lên tàu xe. Xếp hàng ấy, xếp bốc hàng lên. Còn nếu có từ unload mang nghĩa là dỡ hàng. Đó. Ok chưa? Nào chúng ta cùng đọc qua một chút nhá. Tất cả mọi người cùng đọc với mình nhá. Đó, buy là mua sắm đúng không ạ? Purchase, không phải purchase, purchase.
Tiếp tục này mình có từ trade, không phải là chết. Lý do là học sinh mình hay nói là chết này, chết kia, chết bách. Thực tế nó là trade back. Trade, trade, không phải là chết nha. Nào các bạn nhớ là âm này là âm A này, kéo dài này. Trade, trade, trade. Tiếp tục này, import, import, import. Container, container, container. Tiếp tục bạn mình có từ receive, cho âm lên thứ hai, receive, receive. Tiếp tục là export, nếu là danh từ, export là hàng xuất khẩu, còn động từ sẽ là export, export, được chưa, export. Tiếp tục là standard, 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 tiêu chuẩn này. Tiếp tục là tax, tax là thuế. Mình có một từ nữa là từ VAT, VAT nó là value added tax, thuế giá trị gia tăng, value added tax. Ví dụ như là the value added tax of Vietnam is 10% of the total value, đấy, kiểu như thế, là thuế giá trị gia tăng của Việt Nam đó là 10% trên tổng giá trị. Tiếp theo 11 là tariff, tariff là thuế xuất nhập khẩu. On board, on board, on board, hay là on board, đừng đọc là on board mà là on board. Tiếp theo là load, load, load. Tiếp theo là unload, giống như kiểu bạn, các bạn hay kiểu down trên mạng internet xuống, các bạn hay là download, nhưng thực tế nó không phải là load mà là download. Đây, ví dụ nhé, download không phải là download, down xuống đâu, và upload, các bạn nhớ cho mình, upload, download, I'm downloading, I'm uploading, đây kiểu như thế, chứ không phải là download và upload. Các bạn hay đọc tiếng upload, đọc upload là sai, không phải load đâu. Thế tụi bạn nào mình có từ là agree là đồng ý, đúng không? I agree with you about that problem. Tôi đồng ý với bạn về cái vấn đề đấy. Ok. Tiếp tục ạ. Decide là quyết định. Sau đó cụm to verb hết nha. Agree cũng như vậy này, cụm to verb này. Tiếp tục ạ. Mình có từ understand. Understand là hiểu. Describe. Mô tả. Develop. Develop, phát triển. Improve cũng là phát triển. Progress cũng là phát triển, là tiến bộ và phát triển. Ok chưa? Tiếp tục open, mở ra. Nhưng đây là động từ này. Còn nếu là tính từ thì nó nghĩa là mở cửa. Ví dụ là it is open, we are open. Khác nhau nhá. Ví dụ đây nhá, cái này là lấy ví dụ thôi. We are open. Câu này là chúng tôi đang mở cửa. Và chúng ta có từ we are closed. Đấy, từ số 125 là closed. Thì cái từ này nó lại không phải là động từ đâu ạ. Closed này là động từ, nhưng closed này thì sẽ là tính từ, đóng cửa. Ok, rồi nhá. Tiếp tục là build, xây dựng. Chúng ta có thể sử dụng là build relationship, là xây dựng mối quan hệ. Được chưa? Ví dụ we have the we build the business relationship. Business là kinh doanh, mối quan hệ trong kinh doanh. Ok chưa? Rồi, ví dụ liên quan đến nhau ạ, thì chúng ta có thể là rich. Rich cũng mang nghĩa là liên quan, liên đới. Đấy, hoặc là đạt được. Yeah. Tiếp tục ạ, mình có từ involve cũng mang nghĩa là liên quan ạ. Ok, được chưa? Rồi, vậy hôm nay mình sẽ có một tầm 130 từ ạ. Mình đã livestream hơn 1 tiếng rồi đúng không ạ? Nào, các bạn có cần hỏi gì nữa không ạ? Tất cả mọi người có hỏi gì nữa không ạ? Thì mà có phần là các bạn hỏi mình là làm thế nào, how can we remember as many words as possible in a very short time. Thì có rất nhiều người hỏi mình là làm thế nào để có thể nhớ được từ ạ, nhớ được từ vựng trong một thời gian cực kỳ ngắn. Thì mình nói luôn là cái gì có tips, nhưng mà cái đấy thì nếu bạn học sinh của mình thì mình sẽ chia sẻ rất là kỹ trên lớp và mình sẽ thực hành luôn các bạn, khi mà có bảng có giấy viết ấy. Ok chưa? Còn hôm sau thì mình sẽ livestream và mình có thể nói một số tips để các bạn có thể nhớ rất là lâu. Ví dụ là 20 từ vựng khoảng tầm 15 từ vựng trong 1 năm phút. Ok rồi ạ. Vậy hôm nay thì mình sẽ kết thúc vào 130 từ và hôm sau mình sẽ livestream tiếp về phần 1.000 từ vựng này. Toàn là từ vựng và mình đảm bảo luôn là những từ vựng nào mà các bạn thấy khó mình đều giải thích và có phần ví dụ cho các bạn. Ok, so today I have just wrapped up 130 words and vocabulary and phrases for you, and I hope that you can understand and you can apply them in your English every day, in the exercises that you do, or in some kind of email or the writing style. Ok, so bye-bye, and I hope that you can share my video so that you can learn more at home and you can support me by sharing them. Các bạn nhớ cho mình là các bạn có thể share cái này này về này, một là để học, hai là để ủng hộ cô. Mình rất là cảm ơn.
nhá. Nếu mà có gì câu hỏi hoặc là cần tư vấn cái gì, các bạn cứ inbox cho mình và mình có thể trả lời các bạn này, hoàn toàn free và nhiệt tình. Ok, bye bye, see you.